Rồi chúng ta đi tiếp video các bạn nha. Còn một cái video này nữa thì chúng ta cứ vào cái trang New Blogger Time các anh em, các bạn mình tìm những cái đoạn code nha, có những cái người ta chia sẻ code cho chúng ta sẵn luôn nè. Thường những ta chúng ta thấy những cái người mà họ free download đó, là cho chúng ta đào cái log đó về chúng ta miễn phí hay chúng ta xài bình thường miễn phí, là thường họ sẽ rất là rộng rãi, họ chia sẻ những code như thế này đó. Thì chúng ta dùng cái code này như thế nào, chúng ta cứ copy nguyên cái đoạn từ trên xuống dưới của cái đoạn code này các anh em mình nha. Em nói xương anh em đi cho nó quen rồi. Các anh em á, khi mà có cái code này rồi á, chúng ta vào cái log của chúng ta, chúng ta vào cái log chúng ta tạo một cái HTML và JavaScript, chúng ta chèn cái mã code vào. Em ví dụ ha, em ví dụ cái này nè, đấy cái phần này là em chọn nè, ví dụ em xóa nó nha, em xóa nó, em không xóa, em di chuyển đến chỗ khác đi, em di chuyển đến chỗ khác thì để có gì mất công em làm lại nó mất thời gian. Rồi em tạo cái mới nè, bắt đầu em ví dụ chưa có gì nha, chưa có gì em tạo cái mới, em vô cái phần tiện ích ha, cái phần bố cục trước các anh em vô cái bố cục nha, rồi chúng ta vô tiện ích, rồi chúng ta chọn một cái phần HTML, đây HTML JavaScript này ha, rồi chúng ta sẽ nhập cái đoạn code đó vào đây, đây chúng ta nhập cái đoạn code hồi nãy chúng ta copy vào ha, chúng ta chọn V rồi chúng ta lưu. Rồi khi mà chúng ta có cái này chúng ta kéo lên trên ha, kéo lên trên, kéo giữ chuột trái kéo và thả cái này mình nha, giữ chuột trái không buông ra nha. Rồi khi mà đúng cái vị trí rồi chúng ta mới buông ra, rồi chúng ta buông ra xong đúng cái vị trí nó ok rồi, và chúng ta có thể chuyển tới chuyển lui tùy chúng ta nha. Rồi chúng ta thấy ok, chúng ta save ở đây. Khi cái log của mình đó, nó đã cập nhật ok ở đây thành công đó, thì chúng ta bắt đầu qua test cái log chúng ta. Đó chúng ta qua, chúng ta có thể click vô đây nha, click vô đây để chúng ta xem cái log của mình. Đây đây cái này đây em mới add đây. Hồi nãy rất là nhiều cái thanh này, các anh em thấy không, bây giờ nó còn có một cái thôi nè ha. Đấy thì cái này các anh em cũng có thể thay đổi màu nền như cái phần video đầu tiên làm chia sẻ rồi ha. Chúng ta thay đổi màu nền thì chúng ta click chuột phải này, kiểm tra coi nó màu nền nào thì chúng ta tìm theo code màu nền đó chúng ta thay đổi nha. Cái phần này em không chia sẻ lại, chúng ta có thể gõ tìm cái tên này cho nó dễ, chúng ta gõ cái màu mã code của cái màu để chúng ta tìm. Rồi chúng ta đổi cái màu khác, thì chúng ta có thể qua những cái trang web khác nha. Ví dụ cái trang này chúng ta thấy cái màu nền này nó đẹp đây, ví dụ cái nền đỏ cam này nó đẹp, chúng ta click vào đây chúng ta kiểm tra, rồi chúng ta coi cái mã code màu nó là mã code nào, rồi chúng ta copy về đây cái mã code nó đây cái này mình nha. Đó chúng ta lấy về chúng ta dán, chúng ta làm cho cái nền của web của chúng ta. Thì chúng ta bất kỳ cái trang web nào nó cho chúng ta sâu được cái mã màu thì chúng ta cứ copy cái này mình nha, hoặc là chúng ta lưu để dành, chúng ta ghi chú thêm để chúng ta biết rõ hơn ha. Đây như em đây đó, những cái này là em toàn là em tự edit lại hết nè, em chỉnh là hết nè đó. Nhưng mấy cái này là mặc định, người ta đâu phải màu này đâu, nó có nhiều cái rất là nhiều. Nói chung là cái log này em chỉnh lại rất là nhiều, gần như là em chỉnh trên 60% á. Mà bây giờ lỡ tay backup cái log khác á, em tính thay đổi xíu giao diện coi nó là sao, ai về cuối cùng nó mất hết. Nhưng mà những cái đường link đường dẫn nó vẫn còn y thinh nè, các anh em có thể lưu cái đường dẫn nào á, ví dụ đường dẫn mà những cái tiếng mật tâm linh hay là cái đường dẫn Donan em á, thì nó sẽ có y chang nha, không có mắc cái nào hết. Em ví dụ thử Donat thử vô nha, nó thiếu cái từ gì đó. Rồi bây giờ nè, khi nãy các anh em click vô cái nó hơi bắt lại, cái là khi các anh em mở dưới này nè, đó chúng ta xem log này, chúng ta mở cái tab mới này nè, nó rất là tiện nha. Chứ chúng ta đừng có khi mà click vô nó hiện lên chữ xem log á, chúng ta click vô là nó sẽ mất cái phần giao diện này đi, thành ra chúng ta phải lui lại, nó hơi rườm rà, nó rắc rối. Thì bây giờ để em tìm lại cái phần đó thì để cho các anh em xem luôn. Chúng ta tìm trong cái mục chỉnh sửa HTML này ha, Donan đúng không? Donat thì tùy các anh em đọc nha, em tiếng Anh dở em chấp nhận gì thôi. Rồi Donante, nó không ra là kỳ cả. Ủa cái này phải cái lóc em không ta? Đúng rồi, đúng nó mà. Chúng ta tạo nhiều lóc quá, chúng ta chú ý ở trên dưới nha, mấy cái này là nó cũng là cái lóc mà chúng ta đã tạo nhiều quá, chúng ta lưu ý cái này mình nha. Giống như các em bị lỗi cái trang này nè, thì em có ghi chú nè, nó thay đổi thì em vô đúng đó, để chúng ta vô bị nhầm cái này mình nha, để chúng ta thao tác nhiều cái quá chúng ta dễ bị nhầm. Donate Từ này em viết đúng mà ta, đâu sai, hình như là chắc nó không có chuẩn, nó có cái từ nào liên quan nữa thì phải. Thăng không được, là cộng là chắc không được, thăng mà trước rồi không được rồi thôi. Em tìm cái từ trang chủ, từ trang nó sẽ ra, còn cái dấu á, cái dấu mà trang chủ nhiều khi người ta đánh nó không có ra dấu chính xác, nhiều khi cái code nó vô đây nó mã hóa những cái từ tiếng Việt chúng ta, nó mã hóa lại cái này mình đây. Em ví dụ nè, cái phần chữ chủ nè nó mã hóa nè, đó cái này là chữ U dấu ngã mà nó mã hóa thành cái đoạn code này nè, đấy. Nhưng mà ở đây nó có tên trang chủ nè, rồi em tìm cái mục Donante để tìm cái đoạn đó thì nó sẽ có những cái từ liên quan nào. Facebook nó có không ta? Cái phần em tìm cái từ link đó, những cái mà chúng ta không có cái từ chi tiết hoặc là cái gì đó chúng ta lưu lại chi tiết thì chúng ta tìm như thế nào cho nó dễ. Cái này mình chắc em tìm kiểu này là thua rồi. Rồi hôm dừng xíu video đi, mới đợi mấy anh em đợi. Tìm không thấy cái này mình nha, tại em backup nhiều quá nó giống như là nó bỏ mất luôn cái phần đó rồi. Nhưng mà mai á, là trước khi mà em làm mấy cái này nè, em cũng dự tính trước rồi nha. Em lưu nè, em luôn cái backup những cái phần mà nó quan trọng ha, trước khi em thao tác, nhất là mấy cái lóc á, mấy lần em cũng bị á, thành ra là em rút kinh nghiệm. Đó, em backup trước rồi nè, có nghĩa là em copy nguyên hết nguyên cái lóc, em dán vô cái văn bản TXT ha. Em thành John A, thành John C, rồi qua cái văn bản mới em thành John V là nó ra được cái đống này. Rồi về em tìm nè, đó từ Donald nè, đấy, Donald nè. Rồi đó, các anh em thấy không? Đó, em tìm cái nó ra liền nè, thấy không? Đó, cái tên nè. Đây đâu rồi? Đây này, cái đường link nè, nó đường link của em cái PayPal nè ha. Rồi thank you for your support. Rồi cái phần cái chữ đây Donald, cái ảnh này, cái ảnh này mình xem được nè, cái này mình nha, cái ảnh này em làm nó rất là mờ thì các anh em nào xem rồi chắc cũng biết rồi ha, nó mới khỏi quảng cáo. Rồi cái phần là cái tên nào ta có một cái trang, có một trang chính đó, nó liên kết cái này mình nha, thì cái phần đó để em coi rồi, nó là cái trang chính đó, nó cũng là cái tên log em á, rồi nó liên kết với cái từ đó luôn. Em tìm thử tiếp nha, bấm hình tròn F em từ tiếp 1, 2, có 2 từ thôi sao em nhớ, còn một cái tên đấy nữa mà ta. Đây nè, đây là cái tên, em nhớ rõ ràng là cái tên web á, là nó có cái tên web ấy luôn chứ không phải là như này. Tại cái đó là cái trang em tạo, cái trang thì em vô trang là nó sẽ có, tại em tìm code này chắc nó bị khuất rồi, em là copy cho các anh em xem thử code này nha. Ảnh, có ảnh nè, nó vẫn còn lưu nè, đấy cái ảnh nó mờ nè ha. Rồi bây giờ em vô cái phần vô cái phần trang, tại cái phần đó là em làm cái trang đây nè, các anh em thấy không, đây cái trang nè, nó em vô đây em sẽ thấy nha. Đây cái phần này là em làm nguyên một cái trang, thành ra là mình tìm trong cái trang thì mới thấy chính xác cái này mình nha. Còn mình tìm trong cái log là những cái trang nó riêng lẻ, giống như là cái phần riêng á, nó sẽ không thấy hết được nha. Rồi bây giờ trong cái phần này á, thì nó có đường link, nó có cái đường link thì chúng ta dò thì chúng ta sẽ biết được cái trang này cái link nó như thế nào. Rồi bây giờ em ví dụ đi ha. Em coi bây giờ tìm thử rồi, em Donate đâu rồi này, không được nè, lùi lại trả liền nè, không có nè. Đó, mấy cái trang liên kết em có lưu này, còn không các anh em muốn xem theo chế độ bình thường thì chúng ta xem như thế này nha, chúng ta xem chữ bình thường đấy. Những cái gì mình lưu á là nó sẽ có y lại hết nè ha. Rồi làm sao để lôi cái trang nó ra ta? Đây, lôi cái trang đó thì chúng ta cập nhật vô cái phần trang xong nè ha. Rồi các anh em vô cái mục đâu rồi, cái mục bố cục nha. Cái phần này nó quản lý trang thì chúng ta thêm á, chúng ta thêm cái phần trang á trong cái mục danh mục nó có đây nè, tiện ích trang vay nè, nó thì chúng ta thêm trang là thêm trong đây, thêm mục mới nè đấy. Đó các anh em thấy không, đó cái danh sách đó là chúng ta muốn thêm cái gì thì chúng ta thêm. Em ví dụ Dona nãy đi ha, đây nó hiện lên cái từ khóa cho chúng ta nè, đây nó lấy cái đường dẫn này nè, đấy bây giờ em lấy cái đường dẫn này nè, nó hồi nãy em tìm cái từ này không mà nó không ra nè, cái đuôi nó là HTML cái mình nha, để em tìm thử cho nó ra không. Các anh em đè Ctrl ha, đè Ctrl chúng ta click lại thì nó sẽ ra một cái mới, một cái trang mới, nó không có bị chuyển cái trang kia, chúng ta giữ y vị trí. Rồi em tìm có cái đoạn HTML nó ra không nha, nó ra hồi nãy không có chấm HTML, nó mắc phần trang nó không có hiện bên cái phần chủ đề đây các anh em mình nha, tìm không thấy, hèn chi nãy giờ em tìm không ra. Rồi bây giờ chúng ta có cái đường link để chúng ta có thể copy nè. Ha, chúng ta có dán bình thường nha, nó vẫn chạy bình thường, nó hoạt động bình thường hết, nó không mắc cái gì cả, nó chỉ qua là nó khuất thôi, nó khuất cái đường dẫn mà do chúng ta chuyển cái chủ đề á, là nó bị khuất mấy cái này chứ không mắc các anh em mình nha. Trừ khi nào mà nó mắc, nếu mà nó mắc á, thì các anh em á, vào cái tính năng này thì nó mới bị mất nè. Đây trang phần này các anh em xóa nó vẫn không mắc, chúng ta khôi phục lại cái đường dẫn, tạo mới lại và thêm mới vô thì nhập vô lại bình thường, không ở đây là xóa không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà ở đây khi vô cái phần trang này á, cái đây là quản lý trang nè ha, cái anh em ở đây nó có cái thùng rác nè, cái anh em click vô đây xóa nó mất thiệt nha, ở đây là mất thiệt nha, ở đây là thuộc cái phần quản lý trang, thành ra chúng ta xóa là nó mất thiệt nha. Đấy, chỉ có phần bố cục là chúng ta xóa là không ảnh hưởng cái nơi mình nha, không ảnh hưởng đối với cái em đang đề cập thôi, còn những cái khác thì tùy cái nha. Đó thì chia sẻ thêm các anh em để các anh em hiểu nắm rõ thêm ha. Rồi nó những cái mà link của em này nó còn hết rồi nha, chỉ qua là nó khuất thôi chứ không phải là nó mắc anh em mình nha. Rồi thì quên chia sẻ các anh em mà cái thằng menu này hồi nãy á, là em cũng nghiên cứu rồi, thành ra em cũng để sẵn rồi ha, để sẵn để copy này kia cho các anh em cần chúng ta dán và chúng ta chỉnh sửa thêm để con đỡ mất công chúng ta nghiên cứu nữa nha. Thì khi mà hoàn thiện thì em sẽ để một cái code, cái chùm code nó sẽ hoàn thiện hơn. Còn hiện tại bây giờ là em chỉ đang chỉnh sửa, thành ra nó chưa có hoàn thiện lắm. Các anh em muốn nghiên cứu chơi thì lấy xem, còn không thì chúng ta đợi em làm xong thì em sẽ nha, em sẽ đưa cái đầy đủ hơn nha. Cái phần hồi nãy đâu rồi ta, home download nó nằm ở mục nào rồi, home download này nó nằm chuyển qua đâu rồi, để em coi coi. Nãy em kéo xuống đây nè, nó nằm dưới đây nè, nó nằm dưới cái thằng popular bot đấy hồi nãy, đây popular bot nè, đây nè cái code đó nè. Rồi em chuyển nó lên lại cái này mình nha, hồi nãy nó là vị trí này, bây giờ em xóa này đi nè, cái thằng này để em coi sơ qua cái có phải không, đây đúng nó nè. Rồi bây giờ em xóa nó đi, hồi nãy ví dụ cho các anh em thấy, đặng copy code qua chúng ta paste dán qua coi nó thay đổi thì sao ha. Còn cái này là em đã làm hoàn chỉnh hơn xíu, nhưng mà nó vẫn còn những cái nó hơi linh tinh xíu mà em chia sẻ với các anh em luôn, nhìn sơ sơ chúng ta cũng biết rồi nha. A V rồi đấy, thì ở đây á, nó có cái tên như sau, Remory nè là chính nè, là chủ nè, cái này nó không quan trọng là tiếng Anh nha. Ví dụ chúng ta để số 1, số 2, thứ nhất, thứ hai, vị trí 1, vị trí 2 nó kia, chúng ta đừng có để ký tự đặc biệt có dấu, chúng ta nên giấy giống với người ta ha. Chữ hoa cũng được nhưng mà đừng có ký tự đặc biệt, khoảng cách, khoảng trắng nha. Đấy em ví dụ em như đây, ở dưới đây là em đổi nè, ở đây là second này ha, là thứ hai nè, ở đây em để thứ ba, em để tiếng Việt nè, nó em để thử nó thay đổi y gan không, thì nó vẫn thay đổi bình thường, nó chẳng có ảnh hưởng gì cả. Đó thì các anh em cứ dựa trên những cái code này thì chúng ta cứ làm thôi nha. Đó thì cái này có sẵn rồi, em lưu và em save lại thôi, thì chúng ta sẽ thấy cái sự thay đổi. Thì nãy các anh em thấy trên cùng là chúng ta chỉ có một thôi ha, một cái bảng menu này thôi. Đó thì cái màu nền thì cái cũng video trước thì chia sẻ với các anh em video đầu tiên này nha, không em không hướng dẫn lại. Em ở đây làm chia sẻ những cái mà phụ mà chúng ta thường sử dụng những cái tính năng này, thành ra chia sẻ thêm. Rồi sale rồi, bây giờ rồi em pick lock nè, nó cái em để cái lock nó phụ nó làm rất là nhanh ha. F5 refresh lại, tải lại rất là lẹ đấy. Anh em thấy không đó, những cái menu cái tên này chúng ta đổi lại nha, trong cái code hồi nãy không, cái phần code này nè, nó chúng ta đổi cái phần code đó rồi chúng ta dán lại thôi đó, cái tên này kia nè ha, đấy mấy cái tên này nè đó để chúng ta đổi tên lại ha. Còn tiếng Việt được không thì các anh em cứ thử nha, em cũng không chắc tiếng Việt chắc là được, chắc là tiếng Việt được, để em thử thôi, thử cho biết luôn. Rồi em ví dụ đi, download nè, em ghi chữ tải về coi có nó ok không, tải về rồi lưu nè, rồi lưu đây luôn nè, rồi refresh lại nè, đây, tải về nè, nó tiếng Việt được luôn các anh em mình nha. Đấy đó, thì cái chùm code này em sẽ để cho các anh em chúng ta nghiên cứu thêm ha, chúng ta phát huy thêm, chúng ta làm chế biến màu sắc như thế nào tùy phù hợp với cái giao diện lóc chúng ta thì chúng ta làm nha. Rồi video tới đây thôi các anh em mình nha. Rồi cảm ơn các anh em đã theo dõi video nha.